Bạn, hôm nay chúng ta hãy cùng mình đến với cái tựa game là Dragon Age Kỷ Nguyên Rồng nha các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tân thủ cách chơi chuẩn và cái cách tăng lực chiến nhanh đối với cái tựa game này. Hiện tại thì tựa game này là một cái tựa game chiến thuật rảnh tay nha các bạn. Thì đầu tiên thì các bạn hoàn thành cho mình những cái nhiệm vụ chương như thế này nha các bạn. Thì khi hoàn thành các bạn sẽ nhận được cho mình là những cái phần thưởng. Kèm đó nữa là khi hoàn thành nhiệm vụ chương các bạn sẽ được cái phần thăng chức hạng các bạn và kèm theo những cái item để cho các bạn có thể mạnh hóa nhân vật của mình hơn. Cái tiếp là các bạn tiến hành nhập code như các bạn. Thì để nhập code thì bạn nhấn vào avatar của mình, nhấn vào đội gói quà và tiến hành nhập code. Thì code là kỷ nguyên rồng đó các bạn. Thì trong ô trước của mình có chia sẻ có cho các bạn có hai điều đó để xem và tiến hành nhập nha các bạn. Cái tiếp là các bạn tiến hành mạnh hóa cho con bé của mình. Hiện tại thì bé mình sẽ có 4 hệ là hệ gió, hệ đất, hệ nước và hệ lửa. Thì bốn cái hệ này các bạn nó sẽ tương sinh tương khắc với nhau. Các bạn có thể xem phần đề xuất trận hình đề cử ở đây hoặc là các bạn có thể tự mình bố trận nha các bạn. Và tất nhiên bạn bố trận thì nên có xem cái hệ khắc chế nguyên tố các bạn. Khi mà các bạn có thêm cái con cùng hệ ba con cùng hệ ra trận á, thì sẽ có được là phần chỉ số tấn công cũng như HP nhé các bạn. Thì đây là những cái khắc chế như là hệ đất khắc nước, nước khắc lửa, lửa khắc gió. Các bạn cũng có thể là kế thừa hay đây là tính năng đưa bet về không nhé bạn, về level 1 các bạn. Nếu như bạn lỡ nâng bet lên level 100 đi, bạn muốn cho về level 1 để nuôi bet khác thì bạn có thể vào trùng sinh nhé bạn. Đây là kế thừa thì bạn có thể chọn con bet này để kế thừa con bet kia nhé bạn. Kế thừa loại bet cho bạn nuôi. Kế tiếp là nhân vật thì các bạn có thể trang bị cho nhân vật nhé bạn. Cũng như là xây dựng thời trang, trang trí, danh hiệu, mọi cái đều cộng hết các bạn. Kế tiếp là ở đây nè các bạn, có những cái phần hoạt động á, thì cái nào thì miễn phí thì các bạn nhận hết nha các bạn. Cái nào miễn phí thì các bạn nhận hết. Tại vì như vậy thì các bạn sẽ chơi dễ hơn một chút các bạn. Các bạn cũng thể vào chợ để mua nữa các bạn, chợ vỏ sò may mắn các bạn. Mình mua hai trứng, hai bét nha các bạn, hai cái trứng triệu hồi, đổi danh vọng bộ lạc ha, đổi tình bạn, trời ơi mình không có gì luôn. Cái này có thể vào phúc lợi nha các bạn. Hiện tại cái của mình hơi thấp đó các bạn. Đây, mình sẽ triệu hồi 10 lần. Các bạn cũng có thể tích nạp được nha các bạn. Thì ngoài ra thì đây là đồ giám nha các bạn. Khi bạn kích hoạt thì sẽ nhận thêm cho mình là con là vỏ sò á các bạn. Mặc dù thì cái này thì hay ít nhưng mà có là đỡ hơn không nha các bạn. Tại vì mình cũng cà chai mà các bạn, nên là có đỡ hơn không khá nhiều. Thì cái các bạn cũng đừng quên là đi làm nhiệm vụ từ nhiệm vụ chính, nhiệm vụ phụ cho đến nhiệm vụ hàng ngày nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi chiến đấu. Thì trong phần chiến đấu á, thì nó sẽ tự động hoàn toàn. Nên là các bạn có thể là chọn nha các bạn. Nó là quét có vị trí lỗ lông cốt rồi mặt phá. Các bạn cũng hay bò dũng nha các bạn. Và cũng hay là tiến hóa bé.
là bò dưỡng bé các bạn. Các bạn có thể bò dưỡng tiến hóa lông cốt và tăng sao cho bé. Và khi bạn vượt ải á, thì bạn sẽ nhận được những phần quà trên đây nữa bạn. Dày nó mở thêm hai nữa mày. Thường thường thì mình sẽ ưu tiên những con bé vàng cho tới những con bé tím trước nha bạn.